võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất là một biểu tượng của võ thuật Việt Nam với những danh hiệu ở cấp thế giới. Đồng thời, anh ấy luôn là tấm gương về sức mạnh và nghị lực để các đồng nghiệp khác học hỏi. Sinh ra trong một gia đình võ đạo, với bố là võ sư Nguyễn Trần Diệu và mẹ là nữ võ sĩ Minh Ánh Ngọc. Chính vì vậy, ngay từ nhỏ, ba mẹ cũng như là ông nội của Duy Nhất đã mở một phòng tập ở nhà. Nhờ đó, anh đã được làm quen với võ thuật. Những hình ảnh các anh chị tập luyện đã khắc sâu vào tâm trí của Duy Nhất và rồi niềm đam mê võ thuật đã lớn dần trong anh. Tuy nhiên, phải tới khi Duy Nhất tình cờ được xem bộ phim võ thuật có tên Truy Tìm Tượng Phật của Thái Lan, anh mới cảm thấy thích thú và muốn học theo bộ môn võ mà các diễn viên thi triển trong phim. Lúc đó, tôi thấy các diễn viên đánh bằng đòn trỏ và bằng đầu gối rất đẹp và cuốn hút. Tôi bắt đầu tìm hiểu và biết được rằng đó là môn võ Muay Thái. Nguyễn Trần Duy Nhất từng tiết lộ về lần đầu được tiếp cận môn võ cổ truyền của Thái Lan. Đó cũng là bước đầu tiên trong sự nghiệp theo đuổi đam mê của Duy Nhất. Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều đến dễ dàng với chàng trai quê gốc Quảng Ngãi. Khi tham gia thi đấu đối kháng, chắc chắn ai cũng có nguy cơ gặp chấn thương, và Duy Nhất cũng từng rơi vào hoàn cảnh đó. Lần chấn thương nặng nhất của Duy Nhất xảy ra vào năm 2012. Đó là lần Duy Nhất thi đấu với một đối thủ đến từ Thái Lan. Sau khi ra đòn rất mạnh vào trán của đối thủ, tay của Duy Nhất bị tác động mạnh và không còn cảm giác. Dù được công bố thắng điểm, nhưng Duy Nhất đã rời sàn đấu trong nỗi buồn rất lớn. Võ sĩ sinh năm 1989 bị xác định gãy xương và bác sĩ khuyên anh mổ bắt vít để nán xương thẳng hơn. Tuy nhiên, Duy Nhất không muốn sử dụng dao kéo vì lo sợ ảnh hưởng tới thi đấu sau này. Bởi vậy, anh đã từ chối phẫu thuật và quyết định bó bột. Khoảng thời gian sau đó thực sự nặng nề với Duy Nhất khi anh bị cho là sẽ phải sớm giải nghệ với chấn thương quá nặng. Tuy nhiên, bằng nghị lực và quyết tâm tuyệt vời, Duy Nhất đã nhanh chóng phục hồi để trở lại thi đấu. Những khó khăn trong sự nghiệp rõ ràng không thể làm Duy Nhất nản lòng. Đó chính là tiền đề để ngôi sao làng võ Việt Nam giành chiến tích 7 lần vô địch thế giới liên tiếp. Không những vậy, cơn khát vàng tại SEA Games đã được Duy Nhất giải tỏa bằng tấm huy chương vàng ở SEA Games 31. Cuối năm ngoái, Duy Nhất tiếp tục ghi dấu ấn bằng chức vô địch Lion Championship 2022, giải MMA chuyên nghiệp đầu tiên của Việt Nam. Có thể nói, không ai xứng đáng hơn Duy Nhất khi được coi là biểu tượng của làng võ thuật tại Việt Nam. Đồng thời, anh cũng đã thể hiện đúng với danh xưng độc cô cầu bại.